Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Ảnh chi tập thể do mấy chục vạn ảnh tử tụ tập mà thành. Một kích toàn lực của nó đủ để khiến cho Sơn Hà sụp đổ. Áp lực cả ngàn vạn tấn lập tức đánh lên thân thể của Lý Mộc Tử, khiến cho cô ta không thể nào khống chế mà bay lên không trung. Lý Mộc Tử không phải là người luyện thể thân xác cường hãn, một kích này khiến cho cô ta trực tiếp rơi vào hôn mê. Trong chiến tranh cấp bậc tiên tôn này chính là một đòn chí mạng. Tốc độ này nguy rồi. Mộc Tử đang thoát ly khỏi sự ràng buộc của lực hút của linh cảnh tình, bay về nơi sâu thẳm ở trong vạn cổ hà. Quế Nguyệt Tinh chính là vệ tinh xoay quanh linh cảnh tình, người linh cảnh gọi là Nguyệt Lượng. Hôm nay Quế Nguyệt Tinh hơn 20 tỷ năm chính thức đã bị hủy. Ôi trời đất, Nguyệt Lượng bị hủy rồi, về sau cũng không thể nào ngắm trăng được nữa rồi. Mộc Tử đợi ta. Vô dụng thôi, đừng lãng phí khí lực nữa. Lý Mộc Tử đã bị lực hút của mặt trăng bao trùm. Cô ta đang không chịu khống chế mà rơi vào biển lửa vô tận. Dưới ánh thiêu đốt của mặt trời, cho dù là thiên tôn cũng sẽ bị thiêu đến cho bụi cũng không còn. Một quyền đó của ta chính là nhắm chuẩn mặt trời mà đánh ra. Nóng quá, cảm giác thân thể sắp bị tan chảy. Nội tạng và xương cốt đều đã hoàn toàn rã rời rồi, đã không còn sức để thoát khỏi lực hút của mặt trời nữa rồi. Tiếp tục thế này ta sẽ chết mất. Không cam tâm, không dễ gì mới từ địa cầu đến ninh cảnh, không dễ gì mới trùng phùng với người mình thích, không dễ gì mới đi được tới ngày hôm nay. Tỷ tỷ, tỷ nhất định là phải quay về, tận tay đem Hắc Thiên trả lại cho ta. Tịch Tử vẫn còn đang đợi ta ở tụ tiên các, ta không thể nào chết ở đây được. Đúng rồi, ta còn có Hắc Thiên mà. Trong cơ thể của ta chảy dòng máu của Lý gia, có tính tạp phối cực kỳ tuyệt với Hắc Thiên. Mặc dù từng nghĩ đến nhưng chưa bao giờ thực hiện, hiện giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Hắc Thiên làm ơn, xin hãy dung nhập làm một với cơ thể của ta. Ta nguyện trả giá bằng thọ nguyên còn lại, chỉ lưu lại 50 năm là được. Ta sẽ hóa thân thành Thiên Kiếp, cường hành sai khiến ảnh tử của mấy chục vạn người, cho dù là ở trong Hoàng Kim Mộng Hương cũng sẽ phải trả giá cực lớn. Nhưng mà may mắn mọi thứ đều đã kết thúc rồi. Tiếng sấm này là chuyện gì vậy? Mỗi một tiếng vang đều giống như là đang sợ đánh vào tim của đáng sợ đánh vào tim của ta vậy. Vừa rồi rõ ràng là trời trong, vì sao lại có sấm cơ chứ? Uy áp thật là cường đại, trên bầu trời có thứ gì đó đang giáng lầm. Thứ đó vậy mà lại khiến cho bản tôn sinh ra sự sợ hãi. Linh khí này là Mộc Tử, cô ấy từ lúc nào lại có thể có sức mạnh thế này chứ? Cả người đều mềm nhũn ra rồi, lẽ nào là tiên nhân của tiên giới giáng lâm hay sao? Tu sĩ bình thường của linh cảnh đa số đến thiên kiếp là vật gì cũng không biết. Hôm nay bọn họ kiến thức được cảnh tượng đáng sợ cả đời cũng khó mà quên được. Cửu chuyển thần nòng, thiên kiếp giáng lâm. Thân thể hoàn toàn không cử động được, còn tiếp tục thế này thật sự là sẽ chết mất. Mở ra đại môn đi, Hoàng Kim Mộng Hương. Thật không ngờ rằng Lý Mộc Tử, ta lúc trước đã bày ra hậu thủ. Cái gọi là Hoàng Kim Mộng Hương này, bản chất của nó là pháp thuật loại lĩnh vực, có thể đem mộng cảnh và hiện thực hòa vào nhau. Đổi cách nói khác, trong mảnh không gian này, mộng cảnh và hiện thực là cùng nhau tồn tại. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động là có thể đem hiện thực chuyển hóa thành mộng cảnh, mà thiên kiếp của người cũng là sản vật ở trong mộng cảnh. Cách này có thể đạt hiệu quả giống như là thời không pháp thuật. Nó là sự nương tựa lớn nhất của ta ở trong. Đó là sự lương tựa lớn nhất của ta tu hành tới nay. Hãy cảm nhận mọi thứ đi Lý Mộc Tử. Quan bế đại môn đi, Hoàng Kim Mộng Huyền.
mộng tỉnh rồi, hiện giờ ta đang ở hiện thực rồi. Thời điểm mộng tỉnh là ở Hoàng Kim Mộng Hương lĩnh vực phát động giờ khắc này. Lúc này Lý Mộc Tử sẽ hóa thân thành thiên kiếp. Lần này ta sẽ nhanh chóng giết chết người, không để ngươi sử dụng thủ đoạn của thiên kiếp nữa. Sao có thể chứ? Thiên kiếp sắp giáng xuống rồi, thời khắc tỉnh mộng. Vậy mà không phải là lúc Hoàng Kim Mộng Hương phát động. Thời khắc tỉnh mộng lúc ban đầu, Hoàng Kim Mộng Hương phát động, sai khiến ảnh tử, Lý Mộc Tử rơi vào mặt trời. Thời khắc tỉnh mộng hiện giờ, thiên kiếp giáng lâm, Ngụy Bí Thiên Tôn bị thiên kiếp đánh trúng. Hoàng Kim Mộng Hương là pháp thuật chưa được, là pháp thuật chứa đựng sức mạnh quy tắc. Phát sinh tình trạng này chỉ có một loại khả năng. Thiên kiếp mà Lý Mộc Tử hóa ra cũng sở hữu quy tắc chi lực. Hơn nữa, quy tắc của Cửu Long thiên kiếp này còn cường đại hơn Hoàng Kim Mộng Hương. Quy tắc của ta bị áp chế, cho nên thời khắc tỉnh mộng bị kéo dài. Nhưng mà vì sao một thiên kiếp nhỏ bé lại có quy tắc chi lực lớn mạnh như vậy? Căn nguyên của loại quy tắc này rốt cuộc là gì vậy? Linh ảnh đại lăng vì ngăn cản tiểu thế giới của tu sĩ tấn cấp, sẽ giáng xuống thiên kiếp ngăn cản tu hành của bọn họ. Các tu sĩ địa cầu sợ hãi thiên kiếp, vô số người dưới thiên kiếp chi uy bị hình thần hủy diệt. Nhưng bọn họ lại chưa từng lại bước chân tiến về phía trước. Từ xưa đến nay, cả trăm vạn tu sĩ địa cầu đều tin tưởng, tín niệm của người nhất định là thắng trời, cùng với quyết tâm tiêu diệt mọi thứ chướng ngại. Chính là quy tắc căn nguyên của kiểu chuyển thần long thiên kiếp của ta.